Vâng, tí nữa chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nha, em mang một số mã hàng mà em đang phân phối nha. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác coi. Để bác nào ưng về những cái mã hàng nào bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nha. Các bác đang nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó là em sẽ đi vào những cái mã hàng rất nhiều những cái mã hàng mới trong video hôm nay nhé. Đấy thì các bác cùng đón xem. Đấy, ưng mã nào thì các bác cứ gọi điện alo, bên em sẽ chốt đơn và gửi đến tận nhà đấy bác nhá. Đấy các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán rồi. Qua những cái mã hàng đầu tiên, xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em qua nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ để về các bác kẹp cái bạt, cái lưới của các bác về để các bác giăng lên, các bác che nắng các thứ này rất tiện dụng luôn nhá. Tại vì khi mà về thì các bác có những cái ví dụ như những cái dạng lưới đen hoặc là bạt rồi đấy, các bác cho vào đây các bác kẹp vào đấy, kẹp nó vào, sau đó là ở đây nó có một cái lỗ để các bác có thể luồn dây này. Đấy, luồn dây nhá, thì về các bác kẹp nó vào. Cái này thì giá nó bình dân đúng không ạ, giá bình dân lắm, bên em sẽ bán nó combo là 10 chiếc một nhá. Đấy, combo là 10 chiếc một thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để kẹp bạt này, dụng cụ kẹp bạt, dụng cụ để kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt, kẹp lưới nhá các bác nhá, kẹp bạt kẹp lưới. Giá của nó thì bên em sẽ bán là combo là 10 chiếc một nhá, giá sẽ là 15k, 15k cho một cái combo 10 chiếc kẹp bạt, giá rất là bình dân. Yêu cầu của bác là lấy từ 10 chiếc trở lên nhá, bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Đấy, lấy 10 chiếc thì giá của nó sẽ 15k cho một cái combo 10 chiếc nha. Đấy, thì về các bác dùng để các bác kẹp vào những cái bạt, cái lưới nhà mình, sau đó các bác luồn dây vào, các bác trăng lên nhá. Và các bác có thể tận dụng cái đây nó có cái lỗ, các bác có thể kéo ra thu vào, rất là tiện dụng luôn. Đó, rất là hay. 15k nhá, 15k một cái combo 10 chiếc kẹp bạt nha. Đấy, 15k. Đây các bác cùng xem được cái video về sản phẩm này. Đấy, cái này rất là hữu ích về các bác có ví dụ đây, ví dụ như đấy, đây đây nhá, thực tế các bác đang nhìn nhá. Đấy, thì về ví dụ có những cái lưới đen hoặc là bạt đấy, các bác kẹp nó vào. Sau đó các bác luồn dây vào nhá. Đấy, luồn dây vào. Đấy thì các bác có thể kéo đi kéo lại này. Hoặc là các bác trăng nó ngang ra này. Đấy, mình trăng làm lưới chống nắng, trăng ở vườn này, đấy trăng ở ngoài trời. Cái này con này nó là dòng nhựa cao cấp nên là các bác có thể là trăng ngoài trời thoải mái nhá, nắng mưa chịu thoải mái luôn. Đấy, và nó rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đấy, về các bác kẹp vào. Sau đó luồn dây vào, mình kéo lên, trăng lên, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, rất trơn tru. Đấy, từ bạt này, lưới này, đồ có thứ này, quá là hay, hữu ích luôn. Đó, đấy các bác nhìn nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Giá là sẽ là đi 10 chiếc nhá. Giá em đang bán là 10 chiếc sẽ có giá là 15k nhá. 15k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt nhá, dụng cụ kẹp lưới, kẹp bạt. Giá của nó sẽ là 10 chiếc cho 15k. 15k cho 10 chiếc nhá. Combo là 10 chiếc 15k. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái hộp cơm văn phòng này. Thì mẹ em sẽ cái hộp cơm văn phòng nhá. Cái sản phẩm này rất là hay này. Đấy, về các bác nào mà hay đi làm công trình công trường, các bác làm xa nhà, đấy các bác không ăn cơm ở nhà được thì mình có thể mang đi để mình mang cho cơm ở đây nhá. Các bác dùng để hâm nóng cơm này, hâm nóng lại cơm đồ ăn, hoặc ví dụ như là mình có công việc đấy di chuyển xa nhà, đấy, rồi các bác là dân văn phòng, học sinh, sinh viên các thứ rất tiện dụng luôn. Một chiếc hộp cơm này có phần quay sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đó, thì cái con này nó có thể là nấu chín cơm cũng như là có thể là hâm nóng lại đồ ăn nhá. Đó, cái con này thì đây, cái công suất của nó sẽ rơi vào là 200W này. Đấy, dung tích sẽ là 2 lít nhá, dung tích là 2 lít và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 200W nhá. Đấy, cái này thì nó có cả hướng dẫn sử dụng này. Bước 1 là các bác đổ nước này, bước 2 là các bác cho những cái khay đồ ăn vào, các bác muốn hâm nóng này, bước 3 là các bác cấp nguồn và bật cái nút nút công tắc ở đây, thế là xong, là nó sẽ hoạt động ok. Đây em sẽ quay trực tiếp cho các bác coi này. Đấy, khi mà các bác mở ra đấy, thì nó sẽ gồm có một cái vùng đầu tiên, tiếp theo thì là những cái khay tròn để các bác đựng đồ ăn. Đấy, các bác cho vào đây, đấy, cho đồ ăn ngữ đây nhá. Đấy, khay bằng inox luôn, có cả nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, có cả nắp đậy đi kèm, rất là xịn sò, ok luôn. Đây đó, nó sẽ một cái bộ này sẽ gồm có 4 cái khay nhá các bác nhá, 4 cái khay nha. Đây, cả ngăn dưới nữa, lần hai ngăn này đó, tầng dưới nhá. Đây, 4 cái khay này rất là xịn sò, ok luôn. Đấy, và cái ngăn dưới cùng là cái ngăn để nó chứa nước. Đấy, cái nước này thì nó sẽ khi mà các bác cho nước vào thì nó sẽ đun sôi nước và nó lợi dụng cái hơi nóng cũng như là cái hơi nước nó bốc lên thì nó sẽ làm chín đồ ăn hoặc là hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất là tiện dụng luôn. Đây là cái phần cổng nguồn nhá các bác. Lấy cái dây nguồn, đây dây nguồn nó để trong ngoài này.
lấy cái dây nguồn các bác cắm trực tiếp vào điện 220, các bác lấy dây nguồn này các bác cắm vào. Đấy, sau đó là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, công tắc này có cả đèn báo nhá. Đấy, đi về là các bác đổ nước vào đây nhá. Nhớ cho là các bác đổ nước vào đây, sau đó là các bác cho khay này vào. Đấy, ví dụ bên dưới này là các bác cần chín nhiều hơn thì các bác cho những đồ khó chín, ví dụ là gạo, nước này, rồi là thịt, thịt sống này. Đấy, còn bên trên này, ngăn bên trên, tầng bên trên thì ví dụ các bác cho giúp em là rau củ quả vào đây. Đấy, các bác cài cái khuy này vào nhá, nhớ em cài khuy này vào. Đấy, cho những cái ngăn trên, những cái đồ mà dễ chín thì cho lên trên, đẩy cái nắp này vào để cho nó giữ hơi này đó. Đấy, và cứ thế là các bác cấp nguồn và các bác cắm cho nó thôi. Đấy, khi nào mà dùng xong rồi các bác xách đi, rất tiện dụng nhá. Có phần cảm ơn quay xách đây thì em đang test thực tế đây. Đấy, các bác nhìn này, nước sôi rất là ác luôn nhá. Đây các bác nhìn này, nước sôi này đó, khói bốc nghi ngút luôn này. Đấy, cái này em đang cho nhiều nước nhá, cái này bác cho ít ít nước được thì nó sẽ nhanh sôi các bác nhá. Đây này, cái hơi nước nó bốc lên rất là kinh khủng luôn. Đấy, và cái độ nóng 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 dã man luôn, nóng như nói chung là nóng như nước sôi 100 độ luôn đấy. Đấy, nóng kinh khủng luôn đó. Đây phần công tắc nhá. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đây nó có cả đèn báo này đó, rất là tiện dụng, dành cho các bác dân công trình, công trường, làm văn phòng muốn hâm nóng lại đồ ăn, hoặc các bác có thể nấu chín được đồ ăn được luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng công suất là 200W và dung tích sẽ là 2 lít nhá. Hộp cơm văn phòng này giá của nó sẽ là 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng này, 180.000 dành cho anh em, anh chị dân công trình, công trường, văn phòng, rất tiện dụng nha. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng, công sở nhé. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này, hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 nít mà gồm có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình các bác nhé. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang từ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi giời, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng, lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Đấy, thực tế về sản phẩm nha. Đây, và các bác đang coi đây. Đấy, nước khói bốc lên rất kinh khủng luôn này. Đấy, là các bác biết là nó đun rất là nóng rồi nhá. Đấy, nước rất là nóng luôn này. Đó, thấy không? Khói bốc lên kinh khủng luôn. Đấy, thực tế nhá. Đấy, thì về các bác cho nước vào đây, cho những cái khay đồ ăn vào đây, các bác cấp nguồn cắm điện là các bác xài thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. 180k một cái hộp cơm văn phòng này, 180k. Đấy, có thể nấu chín đồ ăn và hâm nóng lại đồ ăn nhá, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo thì rất nhiều bác hỏi cái thiếc hàn bên em, thì hiện tại là cái thiếc cái quận thiếc mẫu cũ nó hết hàng rồi. Thì đây, đợt này em về cái lô thiếc này thì giá nó còn rẻ mà chất lượng mà lại còn được nhiều quá. Đấy, thì một cuộn này là có trọng lượng là 100g. Nhiều bác hỏi là cứ một cuộn này nó được nhiều không, ít không, thì đây đợt này em phải lấy luôn cái cuộn nó có định lượng luôn để các bác dễ biết luôn nhá. Thì một cuộn này sẽ có trọng lượng là 100g, nặng lắm, cầm nặng trịch luôn, là các bác biết là 100g nó rất là nhiều thiếc luôn nhá. Đấy, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc nha. Đấy, thì em gửi bác giá thì rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 30.000 một cuộn này thôi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, thiếc hàn. Đấy, dùng cho các bác hàn điện mạch điện tử thứ. Đấy, dùng thiếc này là ok. Một cuộn là 100g nhá, với mức giá là 30k thôi, chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường các bác mua quán xá giờ một cuộn này ít, người ta phải bán cho bác 7-8.000 một cuộn luôn. Đấy, bên em gửi bác giá gốc luôn nhá, chỉ có 30.000 một cuộn, thiếc là 100g luôn nhá, 100g luôn, thiếc hàn đúng không nhá, thiếc hàn đó, rất to, nặng, cầm nặng trịch luôn đó, rất nhiều lắm, nhiều lắm, 30k một cuộn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng, đó là cái máy hút bụi mini. Lên mã nha, sẽ cái máy hút bụi mini cầm tay nhá. Máy hút bụi mini này, máy hút bụi mini cầm tay nhá. Con này cầm tay và có chế độ sạc tích điện. Báo giá bác luôn là 130.000 một chiếc nhá, 130k. Thì đây, máy thì đầy đủ full hộp luôn, sẽ gồm có là một thân máy này. Đó, một thân máy này. Đấy, đây là cái phần lồng chứa rác này. Đấy, bên trong này là một cái miếng lọc nhá, một cái miếng lọc này, đây một miếng lọc, đó miếng lọc luôn,
rất ok. Đấy thì về lúc nào các bác muốn vệ sinh thì các bác tháo miếng ra. Cái lõi lọc này thì các bác có thể lấy cho các bác vệ sinh thoải mái này. Đấy, khi mà vệ sinh xong rồi các bác nhớ cho giúp em là xong nhá. Đấy, nhớ các bác nhớ giúp em là cho vào đây. Đấy, sau đó các bác lắp máy vào. Lắp máy thì nó có cái phần cá, cái phần ngạnh này, các bác cho nó khớp vào xoáy cho em cái là xong. Đấy, máy chạy hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, thì bên trong sẽ gồm có luôn các bác là một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm vào để các bác sạc cho cái con máy này. Đấy, khi hết pin thì các bác lấy ra các bác sạc vào là cắm vào đây. Là các bác cắm sạc này. Đó, cắm sạc cho con máy là ok. Đi kèm nó là một cái đầu hút nối dài, các bác cắm vào đây để các bác hút những cái phần khe kẽ này. Còn nếu ví dụ những cái phần mà các bác muốn vệ sinh cọ vừa hút thì các bác lắp cho em cái đầu này vào. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có hút ở trên bàn thờ, nó cầm đi rất nhỏ gọn và các bác để lên xe ô tô. Nói chung là nó dạng máy mini nhá, không cần dây dạ lằng nhằng mà rất là tiện luôn, nó nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá, dễ xài. Đây em sẽ hút cho bác test thực tế bác này. Đây ở đây em có bít gạo hút cho bác coi nhá. Đấy, có đấy sức mạnh không? Chưa đến 5 giây luôn nhá, hút sạch luôn và rất nhiều gạo đấy nha, mà gạo rất là nặng đấy. Chứ còn các bác hút những cái con bụi nhỏ, bụi mịn cái thứ là con này chiến nó hết luôn. Đấy, khi nào mà các bác hút xong rác nó ở trong này thì các bác tháo phần này ra, rút đây. Rút cho em cái phần lõi ra này. Đấy, rút cái lõi ra. Đấy, rút các bác lựa rút cái lõi ra. Đấy, các bác có vỗ cho rơi ra và bắt đầu là các bác đổ cái rác này ra chỗ khác. Đó, thế là xong, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó. 130.000 một cái con sản phẩm này. Đấy, và khi mà các bác lắp vào thì nhớ cho em mà lắp cho em cái lõi lọc này vào nhá. Các bác quên không lắp cái lõi lọc này vào, nó hút cái phần motor là nó nhanh hỏng máy lắm. Đấy thì nhớ cho em là lắp cái lõi lọc này vào. Đấy, bật máy lên là các bác xài. Máy hút rất khỏe nhá, máy chạy khỏe lắm. Đó, và khi nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp sạc này các bác sạc cho nó là xong. Đó, sử dụng cái nguồn sạc. Đó là cái nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Về có cái cục sạc điện thoại là các bác cắm vào là xài thôi. 130.000 một con nhá, máy hút bụi mini cầm tay 130k trước. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, em báo giá luôn. Cái này thì em đang xả kho cái mã này nên giá nó rất là hạt rẻ, nhưng mà sản phẩm cực kỳ chất lượng luôn. Lên mã như em sẽ cái đèn đội đầu 5 bóng nhá, đèn đội đầu 5 bóng. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một chiếc thôi, chỉ có 40.000 nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân mà lại cực kỳ sáng luôn, mà nói chung là với mức giá này thì các bác thấy cái sức mạnh nó kinh khủng luôn, sáng rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, sáng trắng luôn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các chế độ sáng nhá. Đấy, 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full bóng luôn này. Đấy, và có cả chế độ nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Rất xịn sò ngon này. Thì cái này về chuyên thì các bác dùng để đội đầu hoặc các bác có thể cầm tay. Thì đi kèm nó sẽ có là một cái dây cáp để các bác về các bác đeo vào để các bác cái dây đai để các bác đeo vào các bác đội lên trên đầu. Đấy, và có một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cũng sử dụng cái cục sạc điện thoại hoặc là cái nguồn 5V, các bác có cái cổng chân USB các bác cắm vào là các bác sạc vào đây. Đấy, các bác cắm vô sạc vào đây. Là các bác cắm sạc cho cái đèn. Còn đây là cái phần nút bấm này. Đấy, nút bấm bật tắt ở đây cho em nhá. Đó, đèn thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn, toàn bộ là bằng nhựa ABS cao cấp nhá. Chế độ dòng chip LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Và cực kỳ sáng, nói chung là so với tầm giá 40.000 các bác mua cho em một con đèn này quá chất lượng luôn. Giá cực kỳ tốt luôn nhá, giá cực kỳ tốt. Cái này em bán gọi là bán lấy số lượng thôi, bán để chiên với bác thôi. Thực ra cái giá 40.000 không có lãi gì luôn các bạn. Giá nó quá rẻ luôn rồi. Đèn đội đầu 5 bóng nhá, 40.000 một cái đèn đầu 5 bóng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Đấy, hộp miếng dán thải độc chân em báo giá luôn. Một hộp này thì sẽ có tổng miếng dán là 50 miếng nhá. Chất nó từ thành phần từ thảo dược nhá. Thảo dược tự nhiên dán rất là tốt luôn, các bác về dán trực tiếp vào lòng bàn chân, gan bàn chân cho em. Đấy, thì nó sẽ giúp các bác là hút rồi là thải độc tố từ lòng bàn chân đấy trở ra. Đó, các bác hút hết những cái độc tố lòng bàn chân ra, giúp các bác đả thông kinh mạch này, đấy rồi là lưu thông khí huyết này, đấy rồi là mạch máu lưu thông hơn, dễ chịu nhá, cảm giác dễ chịu. Thì các bác dán cho em là lúc mà trước khi đi ngủ nhá, và sau khi ngủ dậy thì các bác bóc ra là các bác đã thấy là hiệu quả của sản phẩm này rồi, dùng rất hay luôn. Đặc biệt là bác nào mà đang đau nhức xương khớp, đau chân đau tay, các bác về dán cho em cực kỳ nhạy luôn nhá. Một hộp này thì giá bình dân thôi, một hộp này là 50 miếng dán nhá. Báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ là cái miếng dán thải độc nhá. Miếng dán thải độc. Một hộp 50 miếng với mức giá sẽ là 40k một hộp nha, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất hiệu quả đây. Cái này em cũng đang dùng hộp đây. Hộp này em dùng thi thoảng em dán này. Đấy, thi thoảng là các bác đau chân đau tay các bác lấy cho các bác dán, thì các bác sẽ lấy cho một cái túi nha. Một túi này sẽ gồm là 2 miếng này, thì các bác dán cho em hai bên chân. Đấy. Và đi kèm là những cái miếng
Cái này là những cái miếng dính nhá. Đấy, em hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ lấy cho em một cái miếng to, đó là cái miếng dính nhá. Đấy thì các bác lấy miếng dính này, các bác bóc ra. Bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra. Đó thì nó sẽ có xuất hiện một cái lớp keo đây rất là dính nhá. Đó thấy không? Rất dính luôn. Và các bác bóc cho em cái túi này ra. Đó thì nó sẽ có là hai túi thuốc ở trong này. Có hai túi thuốc ở trong này nhá. Đấy có hai cái túi thuốc ở trong này. Thì các bác dán trực tiếp cái miếng này vào trong băng dính này. Đấy, dán trực tiếp vào trong băng dính. Và cái phần còn lại là các bác dán trực tiếp vào, ví dụ ở đây em đang có gan bàn chân. Ở đây em không dán chân thì em quay nó hơi khó quay, thì đây em lấy luôn cái gan bàn tay ạ này. Các bác úp luôn vào trong cái gan bàn chân của bác nhá. Đấy, sau đó các bác dán nó vào. Đấy, các bác dán vào là các bác cảm thấy là cái độ nóng của nó có luôn nhá. Đấy, cái độ nóng của nó là sẽ có luôn. Đấy, bắt đầu nó sẽ nóng dần lên nhá. Rất là hay. Đấy thì các bác dán giúp em là dán qua đêm nhá. Lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn nhá. Đấy, bóc ra là các bác sẽ thấy hiệu quả luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân giúp các bác thải độc này. Đấy, thải độc những cái độc tố trong người ra này. Rồi là đả thông kinh mạch nhá. Đấy, rồi là lưu thông khí huyết mạch máu rất tốt cho sức khỏe luôn. Một hộp này là 50 miếng dán như thế, với mức giá sẽ là 40.000 hộp thôi. Giá rất là rẻ anh dân. Đây là kết quả sau một đêm dán miếng dán thải độc gan bàn chân, bình thường mua 120.000 một hộp, nhưng hôm nay TikTok trợ giá chỉ còn 48.000 một hộp. Giấc ngủ rất là quan trọng mấy anh chị ơi, đặc biệt là người lớn tuổi nè, thường hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc. Miếng dán thải độc từ ngải cứu này á, nó sẽ giúp giữ ấm bàn chân nè, phần nào đào thải bớt độc tố chất do trong người mình, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và làm giảm triệu chứng tê bì chân tay rất là ok nha. Thành phần từ ngải cứu và các nguyên liệu đông y như là vỏ cam, thang tre nên dùng ok lắm. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình chỉ cần dán mặt hình này vào miếng dán, sau đó dán vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi ngủ. Khi mỗi sáng thức dậy mình sẽ thấy miếng dán này nó chuyển thành màu đen và có một xíu nhớt, đó chính là phần nào độc tố trong cơ thể mình đào thải ra. Tranh thủ dịp này nè, mình gom về cả nhà mình dùng hoặc là làm quà biếu ông bà cha mẹ cũng rất là hữu ích nha mấy anh chị ơi. Đây là kết quả sau thực tế về sản phẩm nha, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, hộp miếng dán thải độc nhá, hộp miếng dán thải độc một hộp là 50 miếng, với mức giá sẽ là 40k một hộp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái võng dù này. Đấy, võng dù để các bác đi chơi này, đi du lịch. Đấy, rồi là các bác sử dụng ở nhà cũng rất là hay luôn. Đấy, có cả túi đi kèm luôn nhé, rất cẩn thận. Đấy, con này thì chất liệu là từ vải dù canvas, nằm cực kỳ mát luôn và rất là bền. Đó, đây đi kèm nó có cả dây luôn nhé, rất chu đáo luôn. Đấy, có cả dây luôn này. Đấy, có cả dây dù rất to nhá. Cái dây dù này thì các bác dùng thì yên tâm, dùng thì không biết đến bao giờ bị hỏng luôn. Dây dù nó to dã man. Đấy, cái này em nguyên cái dây em lấy rất là ưng rồi này. Đây là dây dù này. Đấy, dây dù rất to nhá. Đấy, và đây là cái phần võng này. Võng thì được đan rồi là làm rất là cẩn thận tỉ mỉ luôn. Đấy thì về các bác gỡ ra các bác xài. Đây. Nó đây. Đan này, đan bện rất cẩn thận luôn nhá. Các bác nằm thoải mái trong luôn, không lo đứt đâu. Những cái dòng này thì người ta làm bện thủ công bằng tay rồi thì rất là bền luôn. Đó. Chất liệu vải nó là dạng vải canvas, vải bố nhá, vải bố canvas nên là khi mà các bác xài nó rất là mát. Đây các bác nhìn này, những cái mắt của nó rất là thưa này. Đấy, nên khi mà các bác xài nằm rất là mát luôn. Đấy, nằm không nó không bị nóng lưng đâu ạ. Đó. Và cái chính của sản phẩm này là cái võng nó rất là to, võng to lắm. Võng này của nó kích thước thì chiều dài sẽ là 1m9 nhá các bác nhá. Chiều dài là 1m9. Và chiều rộng của nó là đi 70 các bác, chiều rộng của nó là 70. Đó thì em báo giá luôn. À, chiều rộng của nó là đi bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 80 các bạn, chiều rộng 80. Dài là 1m9 này, dài 1,9m đấy nhá. 1,9m nên là người lớn trẻ em nằm là hết luôn. Và rộng sẽ là đi 80 cm, 80 cm. À, giá thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 80k một cái vải cái võng dù du lịch nha. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi cắm trại hoặc là sử dụng ở nhà đều được nhá. Vì nó có sẵn dây rồi, có sẵn cái dây cả túi đựng luôn. Về các bác xài thôi, 80.000 một cái nha. Đấy. Đây, đó cái này màu sắc lè lè hơn này, còn cái này thì màu nó điềm đạm hơn một chút. Đó, đây chất liệu là dạng dù canvas nhá, thì các bác nằm rất là mát luôn. Đó, cái phần mắt nó rất là thưa, nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái, có cả dây buộc đi kèm luôn nhá, có cả dây buộc đi kèm luôn. Rộng là 1m, dài 1m9 và rộng là 80. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Rất là to luôn nhá. Đây, ví dụ như là ba người này, hai trẻ con một người lớn nằm thoải mái rất là to. Đấy, các bác về sử dụng, ví dụ mang đi du lịch, đi chơi, mình đi cắm trại rồi các bác sử dụng ở nhà. Đấy, mang ra vườn ra tược ra gốc cây các bác đeo lên, các bác nằm rất thoải mái, êm ái, ok nhá. 80k một chiếc nhá. Cái lên mã cho em sẽ là cái võng dù nhá. Võng dù. 80k một chiếc. Tiếp theo thì bên shop này tiếp tục về đó cho bác đó là cái nồi bí ngô này.
À, báo giá bác luôn. Cái này thì bữa trước bên em đang bán là 240 ngàn. Hôm nay em về bác mức giá sẽ giật mình luôn. Giá xả kho thanh lý nhá. 140k một cái con nồi bí ngô nha. Nồi bí ngô nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ có nồi bí ngô. Đấy, nồi bí ngô. Cái con này thì dung tích nó rất là to luôn. Dung tích của nó lên đến là 8 lít các bác nhá. 8 lít này. Đấy, 8 lít và cái đường kính nồi là 28 cm. Các bác có thể sử dụng cho tất cả các loại bếp, bếp từ bếp ga. Đấy, rồi là bếp hồng ngoại các thứ. Tất cả các loại bếp cho em luôn nhá. Nồi thì thiết kế cực kỳ là chắc chắn, dày dẫn. Đây. Đấy bác coi, nó còn có cả mặt kính luôn nhá, nên là sử dụng rất ok. Đây. Nồi thì sẽ gồm có là nồi này. À, phần nắp này, đấy, nắp kính luôn em nhá, nắp kính luôn, nắp kính cường lực luôn nhá. Đây nắp kính cường lực luôn. Đấy, nắp mà nắp bằng kính, nắp bằng kính này các bác xài rất là sạch sẽ này. Đấy, xài rất sạch sẽ. Rửa giấy là nó cũng dễ mà nó đỡ bị bám bẩn, đỡ bị bám bẩn đó. Đây là phần nắp nồi này, đi kèm là những cái phần qua nhá, thì về các bác tự lắp vào. Cái qua này lắp dễ thôi, các bác nhìn hình là các bác nhìn cái là các bác lắp vào ngay mà. Đây nó có trên hình, trên hộp nó có hình nha. Đấy, rồi là cái phần lắp vào nắp vung này đó, giấy giấy kiểm nghiệm một thứ luôn nhá các nhá, rất cẩn thận luôn. Lòng nồi thì chám một cái lớp chống dính vân đá nên là các bác xài yên tâm là không lo nó bị dính hay là các thứ gì đâu. Đấy, không lo nó dính hay là nhà nhá. Và cái lòng nồi rất là to. Cái này ví dụ như các bác có thể là ví dụ như mình là mình có luộc con gà con vịt rồi, những cái dạng vịt to gà to ấy, là luộc cho em thoải mái luôn, vì cái nồi nồi dung tích của nó là nồi 8 lít mà nên là rất là to. Đấy, đáy của nó thì sẽ dùng bếp từ nhá, đáy là dùng bếp từ thoải mái luôn. Các bác xài bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại cho em đều được nhá. Giá nó chỉ có 140 ngàn một cái thôi, rất dày dẫn chắc chắn nhá, dày lắm, cầm dày nặng trịch luôn đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái nồi bí ngô nhá. Đấy, nồi bí ngô về các bác sử dụng nhá. Đấy, bác nào mà nhà đông người hoặc các bác nào nhà hay cần những cái nồi to này các bác xài cho nó rộng rãi thoải mái, các bác mua cho em con này nhá. 140k một chiếc nồi bí ngô nhá. Nồi bí ngô dung tích là 8 lít nhá, đường kính nồi sẽ là 28 cm, có thể sử dụng bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp từ cho em thoải mái luôn nhá, tất cả các loại bếp luôn. 240k đang giảm còn 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là nồi bí ngô. Đấy, màu sắc các thứ rất đẹp luôn, thiết kế cực kỳ nhìn xinh nhá. Đó, 140k một cái.